Em chào anh Hà. Chào em. Nên chào các bạn, đây là nhà thiết kế áo dài anh Vũ Việt Hà. Các bạn ở Toronto thì không xa lạ với anh Hà rồi. Anh Hà đã đến trở lại với chúng ta năm 2023 với chủ đề là vinh danh người phụ nữ Việt Nam, thấy cho Việt Nam sen. Thì hôm nay Carrie đang ở Hà Nội thăm cái studio rất là dễ thương của anh Hà và thấy tận mắt những cái chiếc áo mà anh thiết kế. Thì anh có thể nói cho biết rằng là cuộc sống của anh bây giờ, anh ngoài thiết kế thời trang anh còn làm gì nữa anh Hà? Xin chào Hồng Miên. Nói như thế là hay là Cũng chào. được, theo ý em cũng được dạ. Xin chào Kelly Hồng Miên. Xin chào tất cả quý vị Toronto. Tôi rất là vui khi được Hồng Miên tới thăm studio của tôi. Và ngoài cái việc mà hàng ngày là thiết kế thời trang, tôi đang là giảng viên của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, khoa Mỹ thuật ứng dụng, và cũng đang là giảng viên của những học viện thời trang tại Hà Nội cũng như thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên anh Hà đến với chúng ta là năm 2019, thấy Việt Nam vinh danh 54 dân tộc Việt Nam. Thì quý vị đã thấy những cái thiết kế của anh Hà về những cái 54 anh em của chúng ta dân tộc, nhưng mà đồ của anh Hà mình nghĩ rằng là về dân tộc nhưng mà không phải, anh phối hợp với áo dài. Thì tại sao từ đầu anh có một cái ý tưởng là anh muốn phối những cái văn hóa của anh em dân tộc của chúng ta với chiếc áo dài? Bởi vì áo dài là trang phục gần như có thể mình gọi đó là quốc phục, và nó là trang phục đặc trưng cũng như là định vị cái văn hóa về trang phục của người Việt Nam. Và qua đây thì tôi, khi một cái lời mời của ban tổ chức, thì tôi muốn đưa 54 sắc tộc của dân tộc Việt Nam đó đưa lên áo dài để có một cái tiếng nói chung, có một cái sự cảm nhận cũng như là một cái sự dễ cảm được cái thời trang của trên trang phục của áo dài của người Việt. Thì và tôi nghĩ đây là cái trang phục có thể đưa ra các nước cũng như là đưa ra thế giới, để các nước cũng như bạn bè thế giới nhìn được và định vị được rõ ràng đây là trang phục của người Việt Nam chứ không phải của bất cứ một dân tộc nào khác. Dạ đúng. Anh có thể cho biết rằng là cái áo dài của Vũ Việt Hà nó khác gì với những nhà thiết kế khác, không Đúng. phải riêng Việt Nam mà người Việt ở trên thế giới nữa? Với tôi thì có rất là nhiều thứ để mà tôi có thể gửi gắm vào chiếc áo dài. Nhưng với tôi, áo dài với form dáng truyền thống từ thập niên 30 là cái form áo liền thân, sẽ có ai đó nhìn thấy có một cái nét gì đó của một chiếc áo bà ba hoặc là một sản phẩm của những chiếc áo dài mà trong cung đình triều Nguyễn hồi xưa. Và đặc biệt đây là form dáng của thập niên 30 của con gái Hà Nội, thì nó là một cái nét đặc trưng rất là truyền thống, và tôi muốn phát triển nó theo một cái hơi hướng văn minh hơn, hiện đại hơn, nhưng trên nền gốc là của văn hóa truyền thống áo dài Việt Nam. Và mỗi một bộ áo dài thì tôi luôn luôn giữ cái form truyền thống cố định, cũng như là tôi đã đăng ký bản quyền về những cái form áo này với thương hiệu của tôi, và đồng thời tôi đưa tất cả những cái nguyên liệu của Việt Nam từ tơ tằm cho đến nguyên liệu như sợi lanh, sợi gai của người dân tộc thiểu số, hoặc là những cái nguyên liệu mà tôi tìm trên cái nền tảng là cái chất liệu của người Việt Nam, nhưng tôi làm cho nó mới hơn, đẹp hơn và tính ứng dụng nó cao hơn. Và khi mà đưa vào áo dài thì tôi rất là chỉnh chu trong việc là làm sao để cái áo dài nó trở thành cao cấp hơn và đặc biệt hơn cũng như là sang trọng hơn. Dạ, em được biết rằng anh Hà còn làm luôn cả cái chất liệu vải nữa. Thì theo biết được là những nhà thiết kế khác có thể thiết kế vẽ hình rồi sau cho thợ khác may, nhưng mà em được biết rằng anh Hà làm đồ của anh luôn. Thì đồ của anh Hà đặc biệt là cái là haute couture các bạn, có nghĩa là có một không hai, có những sản phẩm anh cũng không làm lại, cho anh chỉ làm một cái duy nhất, cho nên cái người mà khách mua cái sản phẩm của anh không phải là chỉ mua một cái trang phục nhưng mà nó là một cái bức tranh luôn các bạn. Cho nên nếu mà camera thì có thể không có thể ghi được hết những cái nét của chiếc áo dài anh Hà, nhưng mà nếu các bạn đang đứng như Kelly đang đứng
thì các bạn sẽ thấy rằng là chiếc áo dài của anh Hà nó thật sự là như một cái bức tranh, chứ không phải là một cái áo mà Kelly đang mặc nữa. Và khi mà người mặc lên á, thật sự nó là cái bức tranh di động biết đi. Cho nên anh Hà có thể cho biết rằng một cái sản phẩm như vậy nè, anh mất bao lâu mới may được? Thật ra thì mỗi một bộ sưu tập thì thường thường tôi làm cũng tùy từng thời điểm. Ví dụ có những bộ mà khi mà ý tưởng của mình được xuyên suốt này, rồi không có một trở ngại nào xảy ra, thì cũng có thể là một tuần tôi có thể xong bộ sưu tập, hoặc 2 tuần cũng có thể xong bộ sưu tập. Đôi khi có những bộ sưu tập mà tôi trăn trở đến 3 tháng mới xong bộ sưu tập, thì nó phụ thuộc vào nguyên liệu. Nếu như nguyên liệu của mình, chất liệu vải nếu mà mình đã chuẩn bị sẵn thì lúc đấy cái thực khâu thực hiện rất là đơn giản. Nhưng mà nếu như nguyên liệu mà mình chưa được được chuẩn bị là sẽ phải làm cái gì thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian, hoặc là tìm ra những nguyên liệu mới hoặc chất liệu mới thì nó kéo dài vài tháng, nó là chuyện rất là bình thường. Dạ. Yeah. Thì năm nay mỗi năm thì Tết Việt Nam có một chủ đề. Năm 2019 thì anh Hà đến với chúng ta với bộ sưu tập áo dài của 54 dân tộc Việt Nam anh em của chúng ta. Năm 2023 là anh Hà trở lại với chúng ta một bộ sưu tập về sen, vinh danh người phụ nữ Việt Nam. Thì năm nay là 2014, chủ đề là Chầu Cao Wedding Festival Tết Việt Nam. Lần đầu tiên muốn làm một cái lễ hội 3 ngày về truyền thống đám cưới Việt Nam Bắc, Trung và Nam. Thì nói về truyền thống thì không ai qua anh Hà, vừa là nhà thiết kế và một người thầy giáo, giáo sư nữa, thì anh có thể cho biết miền Bắc những cái lễ hội cưới hay là khi mà cưới hỏi nó có những cái đặc trưng gì so với những miền khác? Với tôi thì Hà Nội nói riêng và tất cả những cái vùng miền của miền Bắc nói chung thì đám cưới vẫn không thể qua được ba cái khâu, đó là dạm ngõ, ăn hỏi và đám cưới. Tức là nó giống như trong trong thành phố Hồ Chí Minh gọi là lễ vu quy, thì cái đám cuối cùng nó là rước dâu. Thì trong cái ngày lễ mà dạm ngõ ấy, thì nhà trai đem một lễ vật nó rất là nhỏ xinh ấy, gồm có chầu, co, thuốc lá và giống như một một cái phần rất là nhỏ, nó rất là xinh như một cái đĩa chén ấy, để đến đặt vấn đề với nhà gái là cho hai gia đình được làm thông gia, rồi sẽ quyết định là cho cô dâu chú rể sẽ quyết định là sẽ vào thành hôn, hoặc là đầu tiên sẽ là phải đặt vấn đề về ngày ăn hỏi sẽ là ngày nào, và có một cái tập tục nói nó không quá nặng nề, nó giống như là thách cưới, là trong một cái đám hỏi đó sẽ gồm bao nhiêu lễ vật gồm có 5 lễ hay 7 lễ hay 9 lễ, thì thường thường người ta hay dùng số lẻ để cho nó đẹp. Và cái đấy là cái phong tục là dùng cái số lẻ, ví dụ như gồm có 3 cháp hay 5 cháp hay 7 cháp hay 9 cháp, và trong những cái cháp đấy gồm những gì, nhưng đặc biệt không thể thiếu được cái cháp đầu tiên, mà nó là phong tục gần như là đặc biệt, và có thể là cũng đánh giá được là nhà trai có đáp ứng được nhu cầu hay không, có sang trọng hay không, có giàu có hay không. Đó là cái cháp chầu cau. Và quả cái cháp chầu cau đó, quả cau phải to đẹp và số lượng nhiều, thì có nghĩa là nhà trai sẵn sàng, coi như là giống như là sẽ mong muốn bằng được rằng là họ muốn cô gái đó là về làm dâu nhà mình. Thì năm nay anh có thể bật mí một chút xíu về cái ý tưởng trong bộ sưu tập của anh cho cái chủ đề chầu cao vu quy, nó có cái gì khác với những cái bộ sưu tập khác anh đã làm? Chắc chắn là về trang phục là cái việc đầu tiên tôi phải đầu tư, và cái màu sắc của trang phục đó nó vẫn bám theo áo dài truyền thống của Hà Nội thập niên 30, và tôi có cái cách tân về phần tay, về phần vai, phần cổ. Có thể tôi vẫn có một chút hình ảnh của thổ cẩm để làm điểm nhấn, hoặc là
tôi sẽ làm cho cái form nó bay bổng hơn, nhẹ nhàng hơn, và chắc chắn là tôi với cái form thập niên 30 của Hà Nội thì cái người phụ nữ và người con gái mặc chiếc áo cưới đó nó sẽ rất là sang trọng, nề nếp, và đôi khi là nó có một cái hình ảnh rất là tiểu thư, nhưng mà lại có một cái gì đấy nó rất là kín đáo hoặc là e ấp. Thì đấy là cái hình ảnh mà tôi muốn đưa ra. Và đặc biệt là nếu như có điều kiện phụ kiện đi kèm, chắc chắn không thể thiếu trầu cau. Đấy là một cái hình ảnh mà dành cho một cái người cầm, có thể là gần như là phụ họa, đi trước để đem cái lễ vật đó để cho mọi người cảm thấy rằng là cái hình ảnh truyền thống của Việt Nam trong cái lễ cưới nó được tôn vinh, cũng như nó là một điểm nhấn trong cái bộ sưu tập của tôi, đó là trầu cau. Hồi nào tới giờ anh đi diễn bất cứ nơi trên thế giới, anh có làm cái chủ đề trầu cau vu quy chưa? Tôi có một, cũng là số đầu tiên mà tôi diễn tại Toronto, đó là lễ vu quy của 54 sắc tộc. Nhưng cái bộ mà tôi muốn nhắm đến đó, và tôi chụp hình ảnh cũng như tôi gửi đăng báo cũng như là giới thiệu bạn bè tất cả, cái show tại Toronto đó là cái điển hình đó là cái lễ cưới hỏi của người Dao, một cái trang phục Em mà nhớ rất là đỏ đẹp. Thì có che cái khăn đúng của rồi, cô người Tây họ cô mặc. đúng rồi, thì cái hình ảnh đó tôi cũng bám theo tất cả 50 cái sắc tộc. Tôi xem cái điểm nhấn của cái đám cưới của từng dân tộc một là cái gì, thì để tôi đưa vào trong trang phục. Và tôi không biết là đấy là một cái duyên thế nào, và đến năm nay tôi lại được một lời mời, thì tôi sẽ nhấn vào một một cái hình ảnh nó khác hơn, nhẹ nhàng hơn, bay bổng hơn, và đặc biệt là nó sẽ hiện đại theo một cái hơi hướng là đương đại, nhưng bản chất vẫn là văn hóa truyền thống của miền Bắc trong cái lễ cưới hỏi. Thì các bạn chắc chắn là sẽ cảm nhận được cái điều đó qua bộ sưu tập của tôi. Nghe thật sự là nổi da gà các bạn. Thật sự hồi nào giờ chúng ta ở bên Canada, chúng ta nghĩ rằng một cái đám cưới là mặc áo cô dâu trắng nó mới thật là sự nổi bật. Nhưng mà năm nay Kelly rất là excited, và rất ban tổ chức cũng rất là excited là những nhà thiết kế của chúng ta, đặc biệt là anh Vũ Việt Hà, sẽ ra một cái bộ sưu tập mà về lễ cưới, mà đó là một cái chủ đề mà áp dụng cho tất cả mọi người trong cuộc sống. Cho nên rất là excited để mà chào đón cái bộ sưu tập của Kelly. Chỉ thể tưởng tượng nó như là mơ, một cái tình yêu thật là đẹp. Và anh còn có thể chia sẻ giống như cái áo này của anh nè, nhìn các bạn cái camera như Kelly nói trên màn ảnh thì các bạn không không thấy được đâu, và các bạn mà đứng đây như Kelly đang đứng mà nhìn bước vô cái phòng của anh Hà thôi là bắt mắt là hai cái bộ áo này rất là đẹp anh, mà cái tay anh thiết kế nó nghĩa là làm sao mà anh làm ra được một bộ như vậy? Cũng giống như là đang chia sẻ với tất cả mọi người. Tôi không biết ở các vùng miền khác có quan trọng đến việc là phù dâu phù rể không, nhưng mà miền Bắc thì từ những cái thời mà thập niên 90 vẫn rất là nhấn mạnh về cái việc phù dâu. Ví dụ như như ba bộ này là cô dâu sẽ mặc bộ đỏ, thì hai bên phù dâu sẽ phải mặc bộ nhẹ nhàng hơn và kém nổi bật hơn so với cả cô dâu. Tức là nhân vật chính tưng bừng bao nhiêu thì nhân vật phụ thì nền nã hơn một chút, đơn giản hơn một chút, và đôi khi giản dị hơn một chút, thì luôn luôn đi bên cạnh. Thì tôi cũng sẽ muốn cho mọi người cảm nhận được rằng trong một cái đoàn người rước dâu của tôi tại Toronto, nó gồm có nhân vật chính đó là cô dâu chú rể, tiếp theo đó là phù dâu phù rể đi sau, nhưng đặc biệt đó là hình ảnh hai ông bà thông gia sẽ đi đầu tiên, với giống như là một cái lời hai ông bà đã quyết định là để gả hai con mình cho hai gia đình coi như hai là một, thì hai người hai bên thông gia đó phải là đi đầu tiên. Nó sẽ rất là trang trọng, và nó sẽ nhìn thấy rằng là tất cả trong cái sự cưới hỏi với phong tục cổ của người Bắc vẫn phải được sự đồng ý của hai gia đình, cũng như là sự đồng ý của những người lớn là cha mẹ của cô dâu chú rể. Sau đó tiếp theo là hình ảnh của cô dâu chú rể đi sau, và tiếp theo đó là những khách mời cũng được mặc áo dài, hoặc là kể cả những cái bạn bé, những bạn nhỏ trong đi cùng với gia đình
cũng được mặc những áo dài nhí rất là vui nhộn, màu sắc tươi trẻ, tức là tinh thần nó là sự đơm hoa kết trái, nó là một cái tiếp theo kết nối của một một nguồn năng lượng cũng như là một cái sự tái sinh cho một thế hệ tiếp theo. Thì nằm quả cả trong gọn trong cái bộ sưu tập của tôi lần này. Như vậy là bộ sưu tập của anh lần này vừa có ông bà nè, Phù dâu cô giáo chú chú rể, rể nè, phù dâu phù phụ rể dâu phụ dâu phụ rể rể nè, khách của khách nè, cô dâu chú rồi rể mấy em tung này, hoa, mấy em nhỏ nữa, có nghĩa là bộ sưu tập nó gia đầy đình đủ, luôn. nó là đầy đủ của một đám cưới của Các miền bạn Bắc. nghe thấy chưa? Hôm đó thì nhất định năm nay sẽ có nhiều thời gian hơn và ban tổ chức sẽ cố gắng sắp xếp làm sao mà các bạn có thể chiêm ngắm được những cái tác phẩm này tận mắt qua những người mẫu có thể mặc, tại vì ở trên sân khấu nhiều lúc không nhìn thấy rõ được, nhưng mà các bạn phải đến mà nhìn như Kelly đang đứng gần nhìn thì mới thấy được cái tỉ mỉ của từng chi tiết một của cái chiếc áo, thì rất là tự hào là Việt Nam chúng ta có nhà thiết kế như anh Vũ Việt Hà vinh danh chiếc áo dài như thế này. Kelly đi cuộc Kelly cũng rất là tự hào chia sẻ với những cái người mà Kelly biết về chiếc áo dài của nhà thiết kế Vũ Việt Hà. Thì trước khi chia tay với các anh chị, cô chú các bác, thì anh Hà có lời gì muốn chia sẻ không? Bản chất của cá nhân nhà thiết kế tôi nói riêng và cá nhân nó hơi cá nhân một chút, nhưng về tinh thần thì tôi nghĩ rằng nó sẽ mang tính chất lan tỏa, đó là đem tất cả những văn hóa của Việt Nam từ xa xưa cho đến những gì mà mỗi một ngày trôi qua, nó không chỉ là kỷ niệm mà nó còn là cái nguồn gốc để cho chúng tôi, bản thân chúng tôi, những người sáng tạo trẻ đem lại những cái gì đó gần như là lưu giữ cũng như là phát triển nó tốt hơn, đặc biệt là trong cái văn hóa truyền thống. Thì đại diện cá nhân tôi đem áo dài, đem văn hóa truyền thống của trang phục có hơi thở của đương đại đến với tất cả mọi người, để mọi người tự hào cũng như là mọi người cũng cảm thấy rằng cái văn hóa của Việt Nam nó đem lại cái nguồn năng lượng cũng như tất cả cái sự tái tạo cho tất cả thế hệ tiếp theo, và đó là cái hình ảnh cũng như là cái điều mong muốn nhất của cá nhân tôi. Dạ, yeah. Nhân dịp đây thì xin cảm ơn anh Hà đã có buổi chia sẻ này và dành thời gian cho Kelly có thể hiểu thêm về những cái thiết kế của anh, và xin thành thật yêu mến chúc anh mỗi ngày mỗi thành công. Mình mong rằng anh có thể mang chiếc áo dài Việt Nam đi xa hơn nữa để cho cả thế giới đều hiểu được cái Việt Nam của chúng ta, chiếc áo dài nó thật sự quá là đẹp và nó cũng là một cái quốc phục niềm tự hào rất to cho không phải người ở trong nước mà những người ở Việt Nam, ở toàn thế giới. Rất cảm ơn Kelly và tất cả khán giả của Toronto. Điều đặc biệt nữa mà tôi muốn muốn nhắn nhủ và cũng như là muốn chia sẻ tất cả mọi người, cá nhân sản phẩm áo dài của Vũ Việt Hà, nó không phải là một sản phẩm đại trà mà cũng không phải là một sản phẩm mà có thể gọi là hàng chợ hay là bất cứ đâu cũng có thể làm được, vì tôi dám khẳng định rằng là những cái nguyên liệu, từ cái nguyên liệu là họa tiết này, màu sắc được thêu của tôi thì chỉ có của Vũ Việt Hà. Ngoài cái việc tôi đăng ký bản quyền thì cái đấy chỉ là một phần thôi, còn đâu tôi dám khẳng định rằng tất cả sản phẩm tôi không phải là mọi người không thích mà mọi người không thể làm nhái nổi, bởi cái nguyên liệu là thứ mà gần như là cốt lõi của một bộ trang phục, thì tôi đã hoàn toàn dành hết tâm huyết cho cái việc là sản xuất ra chất cái nguyên liệu đó, thì mọi người chắc chắn là đến với tôi vì cái sự đặc trưng và cái đặc biệt, cũng như là có muốn mua những sản phẩm của tôi ở một cái nhãn hàng khác và có thể làm nhái cũng không thể làm nổi, thì đấy là cái mà tôi cảm rất là tự hào. Là mình cũng, và em cũng rất là tự hào là anh có thể làm được, nghĩa là từ A tới Z như vậy. Tại vì cái đó nói lên là cái specialty, cái đặc trưng của một nhà thiết kế là mình làm ra từ đầu tới cuối và mình bỏ tâm huyết của mình vào. Và nó không phải là một cái gì mà nó thành một cái nghệ thuật rồi, nó thành một cái bức tranh nghệ thuật chứ nó không còn một cái vải hay là một cái bộ đồ nữa. Thì rất tự hào là anh có cái đam mê đó. Trước tiên là anh phải có cái đam mê để làm cái đó. Cho nên thứ hai nữa là cầu xin năng trên cho anh có sức khỏe để anh có thể tiếp tục cái đam mê này và làm liên danh chiếc áo dài Việt Nam ở khắp mọi nơi,
và mang chiếc áo dài đến với tất cả mọi người, không riêng gì dân tộc Việt Nam. Cảm ơn Dạ. Kelly.